Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Carpet Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177. Uyên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Ngày hôm qua, ông Rudolph Giuliani, cựu luật sư của ông Trump, tuyên bố ông là người đã tiết lộ bản tin này, nói rằng ông là điểm nhắm, a target, là điểm nhắm của tiểu bang Georgia. Ông không nói là ông bị truy tố, nhưng là điểm nhắm. Thì các chuyên gia và luật pháp của các tiểu bang họ tuyên bố là điểm nhắm cũng gần như là bị truy tố vậy. Thế thì bị truy tố và điểm nhắm vào vấn đề gì? Tiểu bang Georgia muốn đưa ông ra, thứ nhất đó là chất vấn. Khi mà gọi là điểm nhắm thì yêu cầu ông phải có mặt tại bồi thẩm đoàn. Họ có bồi thẩm đoàn hết rồi, và kể cả ông tòa nữa. Thì họ nói giữa điểm nhắm và indictment gần như vậy. Nhưng mà trước khi đó, trước khi dẫn đến cái lệnh truy tố chính thức đó, họ vẫn muốn cho ông một cơ hội để ông trình bày. Họ muốn làm rõ những tuyên bố của ông. Lúc mà quý vị còn nhớ, trong việc mà tranh chấp kết quả bầu cử của tiểu bang Georgia, tiểu bang này trước đây đó thì ủng hộ cho ông Trump. Nhưng mà trong cuộc bầu cử giữa ông Trump và ông Biden đó, lại hơn khoảng gần 11.000 phiếu. Rất là xít xao. Georgia cũng là một trong số 5 tiểu bang mà có kết quả lúc đầu là nghiêng về phần thắng cho ông Trump. Nhưng mà khi mà cuối cùng đó lại là phần thắng chỉ có xít xao thôi. Vài chục ngàn phiếu nghiêng về cho ông Biden. Và đó là lý do mà người ta vẫn không hiểu đến giờ phút này tại sao ông luật sư và là công tố viên, một người rất thành thạo, đặc biệt về kể cả luật bầu cử nữa, mà vẫn đứng ra để nói rằng đây là một cuộc bầu cử gian lận và sai trái. Và ông Giuliani là người lớn tiếng mạnh mẽ nhất, kể cả những luật sư của ông nữa. Thì khi mà xuất hiện, chính ông là người đã gọi điện thoại cho giới chức, trong đó có ông Raffensperger. Ông là lãnh đạo Ủy ban bầu cử của tiểu bang Georgia, để nói rằng tôi nghĩ rằng có vấn đề sai trái liên quan đến phiếu bầu khiếm diện và vấn đề kiểm phiếu. Và ông đã xuất hiện có mặt trong một cái phiên họp với giới chức bầu cử của tiểu bang Georgia và trình bày. Thì thưa quý vị, trong suốt hơn 1 năm rưỡi vừa qua đó, tất cả các bằng chứng video, audio, âm thanh, hình ảnh họ đã thu được trong cái phần nói chuyện với ông Giuliani. Và từ đó họ dẫn đến cái việc mà muốn truy tố ông về cái tội gian dối, về cái tội chính ông là người lừa đảo. Vì lý do là sau khi kiểm hết tất cả những cái chuyện phiếu bầu đó thì không có bất cứ một cái sai phạm nào từ giới chức kiểm tra bầu cử cả. Họ nhắc lại một lần nữa, trong tiến trình bầu cử đó luôn luôn có hai phe. Một bên là 50% là người đảng Dân Chủ, 50% còn lại là người gọi là giám sát viên, những người giám thị trong tiến trình kiểm phiếu. Và tất cả các giám thị này, kể cả thành viên của đảng Cộng Hòa, họ thấy không có điều gì sai trái cả. Và họ rất là bực, bởi vì ngay cả bên phía lãnh đạo của phe kiểm tra bầu cử của Georgia, họ là những người của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà họ không thể nào mà làm sai trái cái tiến trình bầu cử này để ủng hộ cho ông Giuliani cả. Và vì thế vào ngày mai chúng ta sẽ biết thêm việc ông trả lời chất vấn của giới chức Georgia sẽ như thế nào, và việc rằng ông sẽ bị truy tố và nếu có tội hay không thì án tù sẽ có. Nhưng mà bên cạnh đó, người đằng sau ông là ông Trump. Cho nên họ, bên phía thành viên của Đảng Cộng Hòa lo ngại đó, nếu mà ông Giuliani bị truy tố thì có nghĩa là ông sẽ phải khai, ông làm việc cho ông Trump. Và cái lời khai đó vô cùng quan trọng để nhắm tới, tiểu bang Georgia cũng sẽ nhắm tới ông Trump. Vì lý do ông Trump có bằng chứng gọi điện thoại đến cho ông Raffensperger để yêu cầu có cách nào đó tìm cho ông 11.000 lá phiếu, chỉ cần hơn ông Biden một phiếu thôi để ông tuyên bố chiến thắng tiểu bang Georgia. Bây giờ đó không có lật lại kết quả bầu cử thì bây giờ lại xin để tìm ra thêm 11.000 phiếu ủng hộ cho ông Trump để thắng ông Biden. Thì đó là những cái chi tiết mà bên phía tiểu bang Georgia họ đang điều tra và tìm cách chất vấn ông Giuliani vào ngày mai. Và chúng tôi sẽ trình bày thêm các chi tiết sau khi có cuộc điều trần này trước các giới chức lãnh đạo bầu cử của tiểu bang Georgia. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì có hai tiểu bang sẽ có hai cái cuộc bầu cử giữa kỳ, đó là Alaska và Wyoming. Tuy nhiên hiện nay đó tất cả mọi sự chú ý họ đổ dồn vào Alaska, bởi vì ở đây đó cùng một lúc diễn ra hai cái cuộc bầu cử. Thứ nhất là bầu cử giữa kỳ và một cái cuộc bầu cử đặc biệt. Cái cuộc bầu cử đặc biệt đó là cũng là lần đầu tiên tiểu bang này họ áp dụng cái hệ thống mà nó gọi là Rank Choice Voting, thưa quý vị. Đó là giống như là không có phải một cái người ứng viên mà giành được số phiếu nhiều nhất nữa, mà cử tri bây giờ họ phải vote theo cái kiểu là cái người xin lỗi quý vị, người thắng đó phải có ít nhất trên 50% số phiếu. Nếu mà không đủ đó thì họ sẽ chuyển qua cái quá trình là sàng lọc và bỏ phiếu lại. Thì nếu như cử tri đó họ có quyền bỏ phiếu cho cái người mà giống như là number one của họ, xong rồi number two, cứ như vậy, nhưng mà không được nhiều hơn 4 ứng viên. Và nếu như mà một người mà không đủ đó, bởi vì trên lá phiếu nhiều quá, thì cái người mà ít phiếu nhất đó thì theo như cái luật lệ này đó sẽ bị tự động bị loại, và cái số phiếu của người này sẽ được những cái người nào bỏ phiếu đó họ lấy, bây giờ họ bỏ phiếu cho một cái ứng viên thứ nhì. Phiền quá. Cứ như vậy, nếu như không có đạt được cứ làm liên tục, cứ bỏ loại đi cho đến khi mà một ứng viên họ đạt được hơn 50% số phiếu. Cho nên là bây giờ đó cái system này, thứ nhất rất nhiều cử tri ở Alaska họ sợ là nó sẽ gây ra một cái sự phiền phức, và nó cũng rất là khó khăn khi mà nhìn ở trên lá phiếu. Bây giờ đó hôm nay họ đi bỏ phiếu là phải có hai cái. Thì cái cuộc bầu cử đặc biệt này đó là mọi người chú ý là bởi vì bà cựu thống đốc Alaska Sarah Palin bả xuất hiện trở lại, muốn lấy cái ghế của ông dân biểu Don Young, thưa quý vị, ở Hạ viện Alaska. Ông vừa mới qua đời vào hồi tháng 3. Thì bây giờ đó mà bà có cái người nào mà thắng được cái ghế của ông Don Young này cũng chỉ serve cho đến tháng 1 năm nay mà thôi. Rồi sau đó đến cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm tới đó, thì cái người này, cái ứng viên này cũng sẽ ra tiếp tục ứng cử lại để mà lấy cái ghế này cho đầy đủ cái full term là 2 năm. Thì quay trở lại, thưa quý vị, bà Palin được sự endorse của ông Trump, và bà phải đối mặt với lại hai người. Đó là thứ nhất một ông này đó là ông nói ổng là thuộc đảng Cộng Hòa, Nick Bigich đệ tam. Tuy nhiên gia đình của ông đó từ trước đến giờ lại là có truyền thống, cha của ông, chú của ông đó lại là ở bên đảng Dân Chủ, nhưng mà đến đời của ông thì ông nhảy qua, ông nói ông là thuộc đảng Cộng Hòa. Cho nên là bị bà Palin bả tấn công, bả nói ông này là Cộng Hòa nửa mùa, không có tin tưởng được. Và thứ hai nữa, một đối thủ khác nữa là ở bên đảng Dân Chủ, đó bà dân biểu Perry Patola, thưa quý vị. Đó là hai cái người mà đang theo rất là sát sao, ngay sau đuôi của bà Sarah Palin. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.